Ta hãy cùng mở màn với phần trình diễn của cô nàng Hà Nhi. Vòng thi tới là một vòng thi mà lựa chọn một ca khúc quốc tế. Và dù như thế nào thì tiêu chí đầu tiên của Nhi vẫn là chọn một ca khúc mà tất cả các bạn đều có thể cảm nhận được. I think you've got a really commercial voice. I don't think it's the strongest voice on LD8, but it's the most commercial voice. Và Nhi hy vọng rằng là những khán giả, những người mà luôn dõi theo và ủng hộ Nhi thì sẽ tiếp tục sát cánh bên Nhi trong những vòng thi tiếp theo. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire. Gonna burn on hell of something, something. They gonna see us from outer space, light up, light with the size of a human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the band, play it loud, giving love to the world. We'll be racing away, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no, no. We just wanna be right now, right, 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 right now. And what we see is everybody's on a point. Look at the lights up, music's on. I'm waking up, stop the vibe, and we bump it up. It's over now, we got the love. It's over now, no secret now. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Try to make, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire. They can pull it out, out, out. We can light up, 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 so they can pull it out, out, out. We can light up, 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 so they can pull it out, out, out. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Try to make, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up. Xin được cảm ơn Hà Nhi. Cảm ơn tay trống Vĩnh Khôi. Wow. Phần trình diễn đầu tiên của Hà Nhi đã được 4 vị giám khảo của chúng ta ngồi trên bàn giám khảo. Mọi người đã hòa nhịp theo ca khúc của bạn. Và chị Hồng Nhung ơi, cho Duy Hải hỏi là chị thấy tiết mục trình diễn vừa rồi của Hà Nhi như thế nào ạ? Tôi đã nhìn thấy một tính cách nghệ sĩ rất là riêng biệt ở Hà Nhi. Đó là điều quan trọng hơn cả. Hơn cả giọng hát rất là hay của em, hát rất chắc, hát rất tự tin. Em đã thực sự là làm cháy lên mọi ngọn lửa và đã đốt cháy hết tất cả chúng tôi ở đây. Xin chúc mừng. Đó là ý kiến của chị Hồng Nhung. Còn không biết là anh Thanh Bùi thấy tiết mục vừa rồi của Hà Nhi như thế nào? Cái tựa của bài hát này là Burn, là đốt cháy. Và Thanh nghĩ là bữa tối nay là Nhi đã đốt cháy. Và cái điều mà Thanh thấy là, cái điều Thanh thấy là có một sự tiến bộ tối nay á, là Nhi đã có một sự rõ ràng hơn trong cái sắc thái của cảm xúc của mình á. Bởi vì những cái tuần vừa trước khi em hát, mọi thứ, cái cảm xúc của em đều như vậy thì không có tạo ra được cái sự tương phản cho anh. Nhưng buổi tối nay á, khi cái khúc mà burn, 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 anh cảm nhận là em đang đốt cháy trong người em. Và rõ ràng có những khúc mà khi em lên cao, khán giả tự nhiên phản xạ với em là họ vỗ tay cùng với em, đúng không? Thì anh nghĩ là đó là những cái điều mà trong những cái tuần trước em chưa làm được.
Nhưng mà tối nay em đã làm được cái điều đó. Chúc mừng em. Vâng, xin được cảm ơn anh Thanh Bùi. Hà Nhi ơi, chúc mừng em nha. Tiết mục đầu tiên như vậy mà đã nhận được những nhận xét rất là tích cực từ phía các vị giám khảo. Quý vị ơi, nếu như mà quý vị yêu thích phần trình diễn của thí sinh Hà Nhi thì đừng quên bình chọn cho Hà Nhi quý vị nhé. Với cú pháp bình chọn đó là soạn tin nhắn 1 và gửi về tổng đài 6370. Và quý vị có thể bình chọn qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và nếu như mà quý vị bình chọn qua ứng dụng Momo chuyển tiền thì sẽ được miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Cảm ơn Hà Nhi rất nhiều về phần trình diễn vừa rồi. Và chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những phần bất ngờ tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay sau giây lát nữa.